Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tiếp những cái video vừa rồi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cân chỉnh một cái tăng lửa nha các bạn. Độ một cái tăng lửa cho nó đúng, cho nó máy mình, cho nó nổ nha các bạn. Mặc dầu bất kỳ cái IC nào ha, để mình giật lên nó đánh lửa là mình có thể canh tăng lửa lại nha các bạn. Cái việc canh tăng lửa này, thế hệ IC này nó nè ná giống như là canh tăng lửa ở vít lửa nha các bạn. Các bạn hãy hình dung các video trước mình canh tăng lửa của vít lửa thế nào, thì cái IC này nó không có chỗ cho mình canh tăng, nhưng mà mình vẫn nghĩ ra cách để mình canh tăng lửa lại nha các bạn. Ví dụ hôm nay mình lấy ví dụ như cây C này nó sai tăng lửa đây. Lý do là mình lấy cây C bất kỳ nào đó hệ mình gắn vô được, nhưng mà nó đánh lửa xào xào vậy các bạn, nhưng mà nó không nổ. Do đó mình phải canh tăng lửa lại ha. Rồi, bây giờ mình bắt tay vô mình làm cái thí nghiệm này để mình canh tăng lửa lại nha các bạn. Đây, như cái máy này ha, nó là thế hệ IC khác nha các bạn. Bánh đà này của thế hệ IC khác. Đây, cái bánh đà này của cái IC càng dài này nghe các bạn. Khi mình gắn cái một cái loại IC khác vô, nó sẽ là tăng lửa, nó không nổ được nha các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem nó không có nổ được ha. Để mình mồi xăng mình nổ nổ nha các bạn, coi nó có nổ không. Đấy, nó không có nổ được nha các bạn, mặc dầu lửa rất là dữ luôn, lửa lửa đánh sáng hết, sáng trời đất hết, nhưng mà nó không nổ được do nó lệch tăng lửa, giống như ở ở vít lửa mà mình canh sai tăng lửa đó, nó cũng không nổ được giống vậy các bạn. Bây giờ ở đây nhà chế tạo nó không có làm chỗ cho mình canh tăng lửa nha, do mình tự bài sáng chế ra để mình canh tăng lửa ha. Bây giờ các bạn quan sát đây ha, các bạn quan sát cho thật kỹ nha. Ở đây mình lăn nè, mình lăn như vậy ha, mình lăn tới tử điểm thượng đây ha. Đấy, tử điểm thượng nó tới đây ha, là cái cục 500 nè các bạn, nó mới tới cái càng đầu tiên thôi ha. Đây, nó mới tới càng đầu tiên, trong khi cái thằng càng dài á, thì nó dối ra tới đây rồi nghe các bạn, còn cái thằng càng ngắn này nó dối tới đây thôi, cho nên nó không có đúng điểm đánh lửa, nó không có nổ được. Đây, mà các bạn muốn tìm tử điểm thượng cho đúng thì các bạn tháo bugi ra ha, có nhiều cách tìm tử điểm thượng cho đúng ha các bạn. Các bạn tháo bugi ra các bạn xem ha, các bạn lăn lăn lên cái bê tông nó vừa lên tới đỉnh nè các bạn. Đây, mình đưa vô vậy ha, mình đưa lên cao nhất là mình cảm giác mình biết, hoặc là mình nhìn mắt mình thấy đó là tử điểm thượng đó các bạn. Thì đây tử điểm thượng nó đã ngay tử điểm thượng rồi mà cục 500 nó mới tới đây, nó lấy gì nó có lửa để nó nổ được ha. Tới đây là đối với cục IC này nó chưa đánh lửa được các bạn, nó chưa nẹt lửa được, nó phải quét ngang vậy nó mới đánh lửa được ha, cho nên nó mới tới đây ha. Thì đã tới được tử điểm thượng rồi, cái điểm đánh lửa nó rất sai, rất là xa ha, mình nói sai cỡ khoảng 30 độ đó các bạn, từ khoảng này tới khoảng này cỡ khoảng 30 độ. Rồi bây giờ bằng cách gì mình vẫn giữ cái vô lăng này nha, để mình tháo ra rồi mình canh canh điểm đánh lửa lại cho các bạn xem nha. Mình tháo vô lăng ra ha các bạn. Mình lấy vô lăng ra. Đây các bạn quan sát nha. Đa số là hết cỡ khoảng 70% là cái dấu dấu la vét là nó nằm lên đỉnh nha các bạn. Đây. Đây, dấu la vét đây. Đa số tử điểm thượng nó nằm như vậy các bạn. Các bạn nhìn xe vô là các bạn có thể các bạn
biết ở trong bê tông nó đi lên tới đỉnh hay không nè. Đây ha, đây khó thấy quá, đây sẽ điểm là vết đây các bạn, điểm là vết nó nằm ngay đỉnh nha các bạn. Đây, đây nha, đấy nó nằm ngay đỉnh nha, ngay đỉnh này ha, các bạn thấy nè không, cái máy quay không chính xác lắm các bạn, đấy nó nằm ngay đỉnh nha, cái là vết nó đang nằm ngay đỉnh cũng như đại đa số các dòng máy khác các bạn. Đây các bạn nhìn ha, nhìn cái trục khuỷu nó đây, cái vết vết định vị nó đây ha, nằm ngay đỉnh này ha, ngay đỉnh ha, đây là bê tông đưa lên cao nhất nè các bạn, đây ha, đấy đấy nó nằm ngay đỉnh ha. Các bạn khi tháo ra các bạn nhìn, các bạn dễ dễ hình dung nó ngay đỉnh lắm ha. Đây những cây dên này nè cũng vậy nữa, cũng ngay đỉnh nè các bạn, đấy ha, ngay đỉnh ha. Và có một số ít dòng máy là nó làm khác thôi nha các bạn, như cây này nó làm ở phía nghịch lại nè, cây này điểm đánh lửa điểm điểm định vị nó nghịch lại ha, thay vì nó ở phía trên này mà nó làm như đây, cho nên các bạn cũng không có chủ quan ha. Các bạn nhìn này là tự điểm hạ chứ không phải tự điểm thượng nha. À. Mà nhưng mà mình nói là đại đa số gần như là 70% nếu nó làm ở tự điểm thượng ha, 70% dên cốt nè nó làm dấu này ở tự điểm thượng, cho nên khi các bạn tháo ra vậy các bạn muốn khẳng định là nó đã nằm ngay tự điểm thượng chưa thì các bạn hãy xem cái chốt la vét này ha, và không có chắc ăn bằng các bạn nhìn cái bê tông nha, bê tông lên tử điểm thượng đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp, mình sẽ lấy cái chốt la vét này ra nha, chốt la vét định vị, tại vì định vị vô nó đã sai rồi, mình lấy chốt định vị ra ha. Đây, chốt định vị ra mình sẽ lắp lại cái cho nó sớm hơn nha các bạn, sớm hơn khoảng 30 độ nha. Đây các bạn, mình lắp vô không cần phải chốt định vị nha. Đây mình vẫn để ngay tử điểm thượng nha các bạn. Mình sẽ lắp cái 500 vào. Chân cuối cùng nó sẽ trùng hợp với cục 500 cuối cùng nha các bạn. Đấy, chân cuối cùng nó sẽ trùng hợp với 500 cuối cùng. Để mình làm cho các bạn xem nha. Rồi các bạn ha, chân cuối cùng nó sẽ trùng hợp với cục 500 cuối cùng. Giờ mình dặn vô nha các bạn, mình dặn ốc vô, mình bỏ cái la vết ra rồi mình đem nó ở cái vị trí khác nha. Các bạn làm kỹ lưỡng để nó sai lệch nha, khi mình gắn vô mình cố định lại đó, các bạn làm cho nhẹ nhàng ha, để nó sai lệch. Cái những cái điều này mình trình bày với các bạn là những cái cơ bản nha, mọi dòng máy đều ứng dụng được ha. Rồi mình đã định vị xong lại rồi đó các bạn, mình đã thay đổi điểm đánh lửa nó nha, lệch với cái cũ là khoảng 30 độ ha, lệch sớm nha, lệch về phía sớm hơn 30 độ. Mình sẽ đem coi cái cục 500 nó quét sớm hơn cái cục 500 cũ nha các bạn. rồi mình quên thử lửa nha. Lửa thì bình thường, lửa thì có bình thường các bạn. Mình chỉnh đó không có bao giờ nó không có lửa lại ha. Đây, lửa rất là ngon ha. Rồi, mình gắt vô, mình nổ thử coi nó nổ không nha. Nếu nó nổ là mình đã dời đúng nha các bạn, nếu nó không nổ là mình phải dời lại nha. Rồi mình đổ xăng vô ha, rồi mình nổ thử. Đấy các bạn thấy không, dời điểm đánh lửa, bỏ cái chốt định vị đi, dời cái cục 500 cho nó quét sớm hơn 30 độ nha các bạn. Đấy, đó là cơ bản nha các bạn,
Đó là mình nói là cơ bản tất cả những cái thế hệ máy máy cưa máy cắt cỏ gì nó cũng thế các bạn. Ha. Như vậy thì cái video này mình không cần phải tìm một cái bánh đà khác để mình thay thế vô ha. Mình chỉ cần thay đổi điểm đánh lửa ha. Thay đổi cái vị trí cục 500 là nó bảo đảm chạy rất là tốt nha các bạn. Mình cũng nói cho các bạn am hiểu tí xíu nha. Cái bánh đà nó dính vào cốt không phải là do cái chốt định vị này nha các bạn. Cái bánh đà mà nó dính chặt vào cốt thì nhờ cái độ côn này nè các bạn, gọi là độ côn, là độ đầu lớn, đầu ngoài này nhỏ, đầu trong này lớn. Khi mình ép cái con tán này vô thì nó sẽ dính chặt với nhau nha, không phải cái chốt định vị này mà nó giữ chặt nha. Giữ chặt là do đầu côn. Nếu cái đầu côn này của các bạn mà nó không láng thì các bạn có thể ra lấy cát sấy xúc bắp đó các bạn. Cát sấy xúc bắp các bạn xoáy ha. Xoáy với cái bánh đà. Ví dụ như thế này các bạn. Ví dụ cái này mình chỉ hết mình luôn nha. Ví dụ cái bánh đà và cái cốt của bạn không trùng hợp ha. Thì các bạn lấy cát ha, cát sấy xúc bắp đó các bạn. Các bạn sấy. Sấy cho mình, sấy tới chừng nào các bạn thấy nó ăn đều hết ha. Nó hít vào nhau. Thì các bạn khẽ dặn ở đây là nó cứng nha các bạn. Còn nếu mà hai cái này nó không phù hợp với nhau, nó chỏi với nhau là các bạn siết nó không giữ chặt được ha, nó sẽ bị xoay. Còn cái chốt định vị này không thành vấn đề nha các bạn. Cái chốt định vị này nó là chốt định vị chứ nó không phải giữ chặt nha, không phải chốt giữ chặt. Giữ chặt hay không là do độ vuông này nè các bạn, do độ vuông này và độ vuông này nó phù hợp với nhau. Do đó là mình có thể mình sấy bằng cát sấy xúc bắp nha. Mình sấy cho nó phù hợp với nhau thì nó sẽ dính chặt lại với nhau ha. Rồi, cái video mình canh hướng dẫn các bạn canh tăng lửa ở những cái thế hệ IC đời mới ha. Đến đây là tạm dừng. Xin mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn với các video khác ha. Nếu ai xem video có thích đó, thì cho mình một like ha và chia sẻ bạn bè người thân. Nếu các bạn muốn theo dõi cái kênh YouTube của mình thì các bạn nhấn vào chuông đăng ký để nó cập nhật những thông tin mới nhất về những cái bài viết mới của mình nha. Rồi, mình xin mến chào các bạn nha.